phân biệt các loài động vật. Phần 2 Đây là gì đây? Động vật nông trại Động vật nông trại tên tiếng anh đọc là farm animals farm animals đây là gì đây động vật hoang dã động vật hoang dã tên tiếng anh đọc là wild animals wild animals đây là gì đây động vật nuôi động vật nuôi tên tiếng anh đọc là domestic animals domestic animals đây là gì đây động vật ăn cỏ động vật ăn cỏ tên tiếng anh đọc là herbivores herbivores đây là gì đây động vật ăn thịt động vật ăn thịt tên tiếng anh đọc là carnivores carnivores đây là gì đây động vật ăn tạp động vật ăn tạp tên tiếng anh đọc là omnivores omnivores đây là gì đây động vật có vú động vật có vú tên tiếng anh đọc là mammals mammals đây là gì đây động vật không xương sống động vật không xương sống tên tiếng anh đọc là invertebrates invertebrates đây là gì đây Động vật nguy cơ tuyệt chủng. Động vật nguy cơ tuyệt chủng. Tên tiếng Anh đọc là Endangered animals. Endangered animals. Đây là gì đây? động vật đã tuyệt chủng, động vật đã tuyệt chủng. tên tiếng anh đọc là. extinct animals, extinct animals.